Sinh ra và lớn lên ở miền châu thổ sông Cửu Long, cả cuộc đời 90 năm của lão ngư Nguyễn Hữu Chỉnh gần như không mấy khi rời khỏi cuộc sống sông nước. Ông là một trong số lớp người ít ỏi từng biết loại ghe thuyền mà người xưa dùng đi khai phá vùng đất này. Đó là loại ghe bường trơn gắn chèo để di chuyển ngắn và loại ghe bầu nuôi ống dựng buồm để đi đường dài. Cha ông ta từ vùng Ngũ Quản vượt biển vào phương Nam bằng loại ghe này. Đến đồng bằng Nam Bộ, ghe bầu không còn thích hợp. Cha ông ta chế tạo loại xuồng nhỏ để di chuyển trên đồng nước nổi, len lỏi qua các kinh rạch, vào tận rừng sâu khai thác lâm sản. Người xưa đã tạo ra loại thuyền ghép bằng ba tấm ván gọi là xuồng ba lá. Xuồng ba lá xuất hiện ở đồng bằng Nam Bộ vào nửa cuối thế kỷ 18, cùng thời điểm với việc Chùa Nguyễn thiết lập địa bạ, ban hành quy ước đi lại trên sông Rạch. Quy ước này được các nhà nghiên cứu coi như là một bộ luật giao thông đường thủy đầu tiên của nước ta. Và đặc biệt là quy định ghe giống như bây giờ phải đi bên tay mặt, cũng giống như Tây Phương ha, không lê tay trái, còn Việt Nam mình hồi xưa là tay mặt. Thì quát nguyên chữ là bát, nhưng mà tôi đoán lẽ là ở dưới sông mà mình la bát nghe không quay, là quát nó dễ la mà nó cái âm vang nó xa hơn. Thành ra mình đi trong tối mà thấy đằng kia đắp ló là mình la quát, là tay mặt, tay nấy đi. Ai vi phạm đã đụng thì người ta có lỗi. Nhưng mà mình còn lỡ trớn mình qua cái khúc quanh con sông, thấy thấp thoáng chút là cãi, là tôi đi bên tay trái, thận trọng, tôi ôm tay trái à. Ở bển anh coi đề phòng. Thành đi dưới sông cái luật lệ mà cái xi nhan bây giờ vậy á, cái luật đi đường dưới sông. Luật đi đường dưới sông được dân gian áp dụng cho cách di chuyển xuồng bơi, xuồng chèo suốt mấy thế kỷ, mãi cho đến khi tàu thuyền gắn động cơ ra đời. Vào những năm 50 của thế kỷ 20, với công nghệ cưa xẻ gỗ hình thành, xuồng ghép ván được cải tiến thêm một bước mới về kỹ thuật, cho ra đời nhiều loại tải trọng khác nhau, phục vụ nhu cầu chuyên chở, lưu thông hàng hóa. Đặc biệt nhất là việc tạo ra loại bánh lái phù hợp để điều khiển khi dùng động cơ đẩy gắn phía sau xuồng ba lá hoặc năm lá thay cho tay chèo. Dân gian gọi xuồng có gắn động cơ phía sau là xuồng máy hoặc xuồng máy đuôi tôm. Ngay từ lúc mới ra đời, xuồng máy đuôi tôm đã được nhân dân Cà Mau, Rạch Giá sử dụng có hiệu quả, nhất là vận chuyển hàng nông thủy sản tươi sống. Nhưng nhu cầu lưu thông ngày càng lớn, đòi hỏi được chuyên chở nhanh hơn, loại xuồng máy đuôi tôm thông thường không thể đáp ứng kịp. Vốn vào kinh nghiệm sông nước từ những năm làm công tác hậu cần thời chiến năm chống Pháp ở Rạch Giá, ông Tiêu Như Sung, người làng Quà An, nảy ý định tạo ra một loại xuồng máy mới. Sau một thời gian trăn trở, vào một sáng cuối năm 1960, trong lúc ngắm nhìn dòng sông tắc ráng quê hương, tình cờ ông phát hiện một kiểu ghe địa phương có thể phỏng theo đó để cải tiến thành phương tiện giao thông có tốc độ cao. Thấy cái ghe cầu giom nó chạy dưới sông đó, thành ra mới gắn cái lấy cái lát, mới mua bộ bè gì mới đóng. Mới đóng ra dùng như ghe cầu giom vậy thôi, mà sạc cái lái vậy thôi à. Mới là chạy chơi tới chạy lui kia nọ. Rồi lưới xóm nó thấy vậy cũng kêu đi đóng. Và từ đó, để phân biệt với xuồng máy đuôi tôm trước kia, người dân ở đây đặt tên cho phương tiện mới của mình là chiếc giỏ. Ông Tiêu Như Sung còn giải thích rằng, sở dĩ gọi giỏ cốt ý là để đối lại với ruột, ruột là động cơ đẩy. Và theo phong cách của người Nam Bộ, thường lấy tên địa phương đặt cho sản phẩm xuất xứ. Giỏ tắc ráng ra đời từ rạch tắc ráng và được đặt tên theo cách đó. Giỏ tắc ráng nó đúng ra, phát minh ra nó đúng ra là tôi không có ý tưởng gì phát minh hết trơn á. Nghề dạy nghề mà, khi mà lại đóng nhiều chiếc quá thì người này phê bạn phán cái kia, chỉ cái nọ, họ chỉ lần mà.
thì mình cũng học hỏi, người chịu học hỏi á, ai chạy nói sao thì tôi học theo vậy hết trơn. Cũng như là đóng cái vỏ rồi cũng mẹ chơi, cái mũi cũng còn cong quá coi không có được thì phải sửa người kia nọ đó, hay là đóng về chạy không được lại thì tôi phải sửa, ai nói sao tôi làm vậy à. Thành thử cái nghề cho ngày một lên, mới là ở trong tổng chạy hay quá đi, nghĩa là khót lường đó, nước một gian nước chạy cũng được, thành ra nước nó lòng với đường không à. Vậy là chiếc vỏ tắc ráng được ứng dụng ngay vào cuộc kháng chiến chống Mỹ. Cùng với chiếc xuồng ba lá, từ năm 1965, vỏ tắc ráng trở thành người bạn thân thiết của các đơn vị hậu cần miền Tây. Khi dùng tải đạn ra mặt trận, lúc đưa chiến lợi phẩm về căn cứ, chiếc vỏ luôn phát huy ưu thế trên chiến trường dùng sông nước. Người lái vỏ lúc bấy giờ ngoài thuộc lào địa hình còn biết sử dụng phương tiện nhuần nhuyễn để phát huy tối ưu công suất máy móc, khéo léo vượt qua những đoạn đường hiểm nguy, sẵn sàng đối mặt với kẻ thù. Nhiều lần trực thăng địch phải bó tay trước tài lao lách của giao viên miền Tây. Ca dao lúc đó ngợi ca: nhanh như con sóc con nhiên, vỏ ta nhanh giọt, mấy bèn chịu thua. Vỏ tắc ráng trở nên đầy tính lãng mạn giữa ác liệt như thế. Vào các năm 69-70, con đường 1C nối miền Tây Nam Bộ với Trung ương Cục gặp nhiều khó khăn. Các loại phương tiện chuyên chở trước kia không đáp ứng kịp nhu cầu chiến trường. Lực lượng thanh niên xung phong đã dùng vỏ tắc ráng, khi thì vượt đồng nước nổi, lúc lại men theo bờ biển mà vận tài chuyển cán về đến căn cứ. Tôi có một lần với một đoàn cán bộ đó là đi bằng vỏ này. đi từ ở dưới an ninh bây giờ đó chạy ngang qua đây thì đụng tàu tùng của nó mấy phút chạy một đoàn ba chiếc từ Hòn Tre Rạch Giá nó chạy ra chạy vô, rồi tụi tôi đi ngang đây đụng nó, nhưng mà cái lúc đó thì tính ra chết hết rồi, chuẩn bị đánh rồi, nhưng mà hồi ngay là nó như vỏ xịt cho nên nó không có đánh. Có nhiều lần mấy anh trong quân khu quỹ quân sự đi qua đi lại thì cũng phải đi một con đường. Được nhân dân tạo ra và hoàn thiện, chiếc vỏ tắc ráng đã tích cực đóng góp vào lịch sử chiến tranh nhân dân ở miền Tây Nam Bộ. Sau hiệp định Paris năm 1973, bà con ta trước kia bị địch kèm kẹp đã nô nức trở về quê cũ khôi phục sản xuất. Lúc bấy giờ, được chính phủ cách mạng lâm thời cho phép, ba nhà báo Oliver, Moreau và Santa, phóng viên các tờ Người Quan Sát Mới, Tuần Tin Tức và Phụ Nữ Pháp đã vào vùng giải phóng. Có lẽ đây là lần đầu tiên họ được ngồi trên chiếc vỏ tắc ráng đi tìm hiểu nét văn hóa của người miền Tây Nam Bộ. Ngày nay, nhiều khách du lịch phương Tây vẫn rất ngạc nhiên thú vị trước chiếc vỏ thời hiện đại, và đặc biệt là tốc độ và khả năng thích nghi của nó ở vùng sông nước đồng bằng sông Cửu Long. Những chiếc vỏ kiểu du lịch tuy đã có phần cách tân, nhưng dáng vẻ cơ bản của chiếc vỏ truyền thống vẫn được giữ gìn. Theo thời gian và sự phát triển tự nhiên, chiếc vỏ tắc ráng được biến thể thành một cái tên mới là vỏ lãi, sự mô phỏng giản dị theo hình dạng thon dài vốn có của nó.
qua bàn tay chế tác của dân gian, vỏ lãi có nhiều kiểu dáng hết sức phong phú. Mỗi chủ trại có một bí quyết riêng để tạo dáng và nét thẩm mỹ đặc thù, nhưng chung quy vẫn là bền rẻ và giọt nhanh. Thị trường dùng sông nước cũng phân chia theo năng lực cung ứng và khả năng kỹ thuật. Đây là những người thợ chuyên đóng vỏ có kích cỡ lớn, vẫn giữ nét thon dài của một chiếc vỏ lãi nhưng có trọng tải 5-7 tấn, thích hợp với nhu cầu chuyên chở từng dùng từng mùa vụ. Cái vỏ lãi này có nhiều loại, thứ nhất là cái loại nhỏ là khoảng 7.5-8 thước hoặc thêm chút xíu nữa, thì có thể là di chuyển là cá nhân thôi. Còn cái loại vỏ lớn kiểu mấy cỡ này á thì dùng cho vận chuyển, thứ nhất là hành khách hoặc là hàng hóa hoặc là chở tôm cá gì cũng được. Loại vỏ chuyên dùng chở khách có tên riêng là vỏ tốc hành. Vỏ tốc hành được trang bị động cơ xe hơi tốc độ tối đa khoảng 45 km/h và chở được 50 hành khách. Loại này thường di chuyển trong khoảng cách 60 km ở các tuyến sông liên huyện thuộc tỉnh Cà Mau. Những nơi giao thông đường bộ nông thôn chưa phát triển, chiếc vỏ lãi loại nhỏ trở thành phương tiện thông dụng của mỗi hộ gia đình ở vùng sâu, vùng xa. Chiếc vỏ đảm đương nhiều chức năng, khi thì chuyên chở nhẹ, lúc lại đưa rước con cái đến trường. Chiếc vỏ gắn bó với cuộc sống sinh hoạt của con người miền sông nước ngay từ lúc còn tuổi thơ. Khi chiếc vỏ lãi từng ngày cùng với chủ nhân vượt qua bao khúc sông sâu rạch cạn thì nó trở thành vật thân thiết biết bao. Trong thời buổi cạnh tranh của nền kinh tế thị trường, chiếc vỏ gỗ truyền thống cũng phải chịu đứng trước những thách thức khi vỏ nhựa ra đời. Và trong ánh mắt của người tiêu dùng ở Cà Mau, vỏ nhựa với ưu thế nhẹ, bền đang từng ngày góp mặt vào sự phong phú của phương tiện giao thông dùng sông nước. Đầm Rơi, một huyện có nhiều sông rạch bậc nhất của tỉnh Cà Mau, cứ trung bình 10 hộ đã có 6 hộ sử dụng vỏ lãi. Riêng ở trung tâm huyện, mỗi ngày có hàng ngàn lượt vỏ giãn lai. Sông nước của huyện vùng xa này sôi động hẳn lên từ khi chiếc vỏ lãi trở thành phương kế sinh nhai của hàng trăm lao động và một nghề mới đã hình thành. Nói chung là do cái đặc thù của huyện đó, về sông ngoài nó chằng chịt, cho nên để mà đáp lại cái nhu cầu của bà con đi lại trong huyện thì cái vỏ thải rắn mới ra đời. Ra đời thì đầu tiên anh em nó là chỉ chạy bằng phương tiện vỏ cây máy sáo thôi. Sau dần dần phát triển thì anh em mới sắm được vỏ mũ Kiên Giang hoặc là vỏ đổ tại đây, rồi máy sáo lên đến 7 rồi lên 11. Mà khi chạy thì hàng năm mình phải có đăng kiểm, mỗi năm mình đăng kiểm 2 lần. Rồi khi chạy thì phải học chứng chỉ, có chứng chỉ mới được chạy. Hành nghề chạy vỏ bao trong một trật tự và tuân thủ những quy định của nhà nước. Nhưng ông Lê Thấm và đồng nghiệp của mình cũng phải đối mặt với nhiều loại phương tiện khác cạnh tranh. Sự xuất hiện của loại cano cao tốc không hẳn đã giành trọn ưu thế, bởi đặc điểm của loại phương tiện này chỉ hoạt động ở sông sâu. Vậy là ông lái vỏ Lê Thấm yên tâm mà hành nghề. Chiếc vỏ sẽ cùng ông vượt qua kinh cạn, đưa hành khách vào tận làng xa. Cuộc sống của ông từng ngày gắn liền với chiếc vỏ. Nói chung là cái vỏ là một cái để nuôi sống cả gia đình. Từ ngày mà đại đội giờ thì nói chung mình cũng phải
nâng niu nó, khi chạy xe khách thì dơ mình cũng phải chùi rửa rồi chăm sóc nó, bởi vì nó là một cái phương tiện để cho mình là nuôi sống gia đình vợ con mình. Có biết bao cuộc đời từng hằn in những kỷ niệm về chiếc giỏ ấy, là một ngày ra đi làm ăn ở phương xa, ấy là một ngày cưới cô dâu theo chồng về vùng sông nước. Hình bóng chiếc giỏ lại đọng sâu trong ký ức của nhiều thế hệ con người. Khi chiếc giỏ lại trở thành nét văn hóa riêng của vùng sông nước Nam Bộ, đã tạo ra một cách nhìn mới của giới đầu tư. Ông Bắc Hô Dông, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Việt Hàng, người có nhiều năm tìm hiểu về công năng của chiếc giỏ lại. Trong cách tiếp cận thị trường, cơ sở sản xuất của ông hẳn đã có nhiều sản phẩm mới phù hợp với thị hiếu khách hàng. Trong sự hợp tác với Việt Nam, công ty chúng tôi đã tìm hiểu kỹ thị trường tiêu thụ loại giỏ lãi này. Với công nghệ tiên tiến của vật liệu composite siêu bền, chúng tôi đã dựa vào mẫu mã truyền thống của bản địa mà cải tiến thêm. Trước tiên là thử lắc, sau đó là tạo ra độ dài tương ứng để giỏ đạt tốc độ cao, phù hợp với nhu cầu của người sử dụng, đặc biệt là vùng nước nổi và các địa hình kinh rạch ở đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều khuôn mẫu được tạo mới phù hợp với đặc điểm ưa chuộng của người tiêu dùng. Trong đó, chiếc giỏ lãi cần có một bộ cong vững chắc và độ bóng tuyệt đối mới đảm bảo nét thẩm mỹ và chất lượng. Chiếc giỏ lãi trong thời hiện đại tiếp tục phụng sự nhân sinh. Nếu cùng anh công an, bộ đội đi khắp nẻo cùng quê, cùng người dân Đồng Tháp 10 vượt qua nước nổi, cùng người dân đất mũi đến tận ngõ sâu. Dí dầu anh giận chị hờn, có chiếc giỏ lãi nối đờn đứt dây. Sông nước Cà Mau có thể được đầu tư thêm nhiều phương tiện giao thông hiện đại, song chiếc giỏ lãi vẫn có một sức sống riêng. Một đội ngũ lành nghề gồm hàng ngàn công nhân đang từng ngày gia công những cấu kiện phục vụ cho ngành giỏ lãi. Chiếc giỏ dù được hoàn thiện, nhưng nếu không có một động cơ đúng chuẩn sẽ không thể vọt nhanh được. Đó là kỹ năng, không những về mặt kỹ thuật mà còn là nghệ thuật sử dụng của người cầm lái chiếc giỏ lãi. Cuộc đua tài thử sức của người sử dụng giỏ lãi được nâng lên thành một lễ hội lớn từ hàng chục năm qua. Cứ vào dịp chào mừng Tất Khánh hay mừng chiến thắng 30 tháng 4 năm 75 hàng năm, lễ hội đua giỏ lại diễn ra. Nhà tổ chức chọn một đoạn rạch thông thoáng chừng vài cây số để làm trường đua. Đây là một cuộc đua giỏ truyền thống do huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau đăng cai, được truyền hình trực tiếp. Đua giỏ là một nét văn hóa mới, môn thể thao mới, mang một sinh lực mới của vùng đất cuối trời phương Nam. Dân ở đây không có cái thích thú, có cái là xem cái đua giỏ đó thì nó có một cái là trong công viện Đầm Dơi nó đang phát triển lên. Bây giờ những cái người dân ở trong đồng bây giờ nó ra giờ nó thích thú, những cái diện đua giỏ nó coi đó thì đó là nó hấp dẫn với con người, thì trong người nó thấy nó thoải mái. Dọc ngang miền sông nước, chiếc giỏ lãi đã hằn in dáng vẻ của mình trên khắp làng quê. Và ở con rạch Tắc Ráng, cái nôi từng sản sinh ra chiếc giỏ đầu tiên, giờ như có một cơ duyên để mọc lên một nhà máy sản xuất giỏ lãi có quy mô lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long. Từ
hình dạng của chiếc vỏ tắc rán nguyên mẫu, những người thợ trẻ đã tạo nên nhiều kiểu dáng mới, lấy những ưu điểm vốn có của vỏ truyền thống để kết gắn với ưu thế của chất liệu hiện đại. Những chiếc vỏ đời mới mang tính ưu việt hơn. Tên tuổi của chiếc vỏ tắc rán ngày càng được khẳng định như một thương hiệu chính thức. Thì chúng tôi rất là tự hào là một cái nhà doanh nghiệp đầu tiên mà sản xuất thành công cái vỏ tắc rán bằng vật liệu công suất và rất hy hữu, và chúng tôi cũng rất tự hào là nằm trên địa bàn của khu vực tỉnh Kiên Giang, là một cái chiếc nôi sản sinh ra cái chiếc vỏ tắc rán đầu tiên của khu vực đồng bằng sông Cửu Long mà phục vụ cho cái vùng sông nước trên địa bàn. Từ năm 94 đến nay thì cái công ty đã đưa ra thị trường trên 20.000 sản phẩm vỏ tắc rán các loại và đã được tiêu thụ khắp khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Hiện nay thì chúng tôi cũng đang đưa ra cái thị trường của khu vực miền Trung và cái nước bạn Campuchia. Hy vọng là trong năm 2004 thì chúng tôi sẽ có một cái sản phẩm vỏ tắc rán của Việt Nam xuất khẩu qua thị trường các nước. Với niềm tin, lòng tự hào và sự hâm hở đó, rồi đây những chiếc vỏ lãi mang nhãn hiệu Việt Nam sẽ tỏa đi khắp nơi. Kỹ thuật tạo ra được chất keo siêu bền và khi có con người đóng góp trí tuệ, những chiếc vỏ lãi thời hiện đại chắc chắn sẽ đẹp hơn. Chiếc vỏ lãi thế hệ mới được tạo hình ngay trên quê hương sản sinh ra nó, một lần nữa khẳng định sức sống của sự sáng tạo và sinh lực của một nền văn hóa sông nước. Và chúng ta cùng trở lại dòng sông Tắc Rán, gặp lại ông Tiêu Như Sâm, người đã có công tạo ra chiếc vỏ đầu tiên. Xin được chia sẻ cùng ông, xin được cảm ơn dòng sông quê hương đã nâng tầm cho những chiếc vỏ vượt qua không gian, vượt lên thời gian mà phụng sự lợi ích con người. Trải qua gần nửa thế kỷ, từ thô sơ, chiếc vỏ dần dần được cải tiến hoàn thiện hoàn mỹ. Và từ chất liệu phổ biến đơn giản, chiếc vỏ được chế tạo bằng vật liệu siêu bền. Chiếc vỏ lãi không những phục vụ con người ở mọi mặt đời sống mà còn góp phần đắc lực vào công cuộc kháng chiến. Bóng dáng thon thả của nó đã đi vào lịch sử, đi vào nếp sống văn hóa của người dân miền sông nước. Chiếc vỏ ngang dọc quê hương, dệt thành trăm mối trăm đường miền Tây.